Một vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay, mời quý vị lắng nghe bài đọc đức tin tựa đề Ngoài sức hiểu biết. Người ta kể rằng Thánh Augustine vào năm 345 đến 430 sau Công nguyên, một lãnh tụ của hội thánh lúc ban đầu, một hôm đi bộ trên bãi biển và đang suy nghĩ về huyền nhiệm của ba ngôi Đức Chúa Trời. Đây là một đề tài mà ông không sao hiểu nổi, vì làm sao Chúa có ba ngôi nhưng lại hoàn toàn là nhất thể. Đang đi và suy nghĩ như vậy, ông bỗng thấy một chú bé đang chơi một cái vỏ sò. Chú bé lấy vỏ sò, đào một hố nhỏ trên cát, rồi chạy xuống sóng nước, dùng vỏ sò múc đầy nước đem lên, đổ vào cái hố đã đào. Augustine lại gần nhìn chú bé và hỏi: "Cháu đang làm gì đó?" Chú bé trả lời: "Cháu đang đổ biển vào cái hố này." Augustine mỉm cười về ý nghĩ đơn sơ của đứa bé, nhưng đột nhiên ông nhận ra đó cũng là suy tư của mình về Chúa Ba Ngôi. Ông tự nhủ: "Ta đây cũng đang đứng trên biển vô hạn mà cố nắm lấy biển ấy bằng trí óc hữu hạn nhỏ bé của ta. Khác nào đứa bé này định đem đại dương đổ vào chiếc hố nhỏ xíu của nó." Từ đó ông không còn thắc mắc về chuyện ba ngôi Đức Chúa Trời nữa. Lễ đạo ba ngôi ngày nay vẫn làm cho nhiều người khó hiểu. Lý do là vì nó không thể đưa vào cái khung logic của con người, lại cũng không thể nào phân tích bằng ống kính hiển vi của tri thức ta. Nhưng nói như thế không có nghĩa là ý niệm này do các nhà thần học nghĩ ra. Thánh Kinh đơn giản dạy rằng Đức Chúa Trời duy nhất đã khải thị Ngài cho nhân loại với ba ngôi là Cha, Con và Thánh Linh. Phân biệt ra ba nhưng không phải là ba vị. Nhưng Đức Chúa Trời vĩ đại vô hạn mà chúng ta tôn thờ và trao phó cả cuộc đời, dù cho trí óc ta không hiểu hết được vì hữu hạn, tâm hồn ta vẫn có thể tin và kinh nghiệm sự có mặt của Ngài trong cuộc đời tầm thường mỗi ngày. Bạn có tin đơn thành như vậy chăng? Câu gốc suy gẫm: vì hiện nay chúng ta chỉ thấy mập mờ qua gương, đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy tận mặt. Bây giờ chúng ta chỉ hiểu biết một phần, đến bấy giờ chúng ta sẽ biết hoàn toàn như Chúa biết chúng ta vậy. Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 12. Amen.